chiều bên sông thấp thoáng ai đưa con đò, tiếng đàn bầu nao lòng người xa cô hương. Nhà bên sông có một người lặng lẽ, mắt nhìn theo bóng người cuối chân đê. Phận hồng nhan con mấy ai an lành, cuối dòng đời xuôi ngược cùng hư không. Giữa dòng trôi biết đâu bên trong bên đục, tiếng hò nghe nghẹn lòng bến sông xưa. Mày ngồi đây nha, lát nữa về nhớ nói, nhớ nói nha nhé. Đẹp không? Anh thấy con dẹt đẹp không? Cũng bình thường. Kìa. Mình tưởng đâu là mình làm mất con chim của người ta, cho nên là mình mua con dẹt này. Nó nói nhiều hơn là con chim sáo kia, nó đẹp hơn, nó hay hơn, mình đền cho người ta. Mà người ta không chịu thì thôi, mình đem trả đỡ tốn tiền. Ê, đi đâu mà vợ mà vàng mà dắp phải đá mà quạt phải dây. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ủa, không lấy mà, không đẹp mà. Ờ, nói vậy là mua cho chồng đó hả? Bây giờ có lấy không? Lấy. Đền đó. Cũng biết lấy lòng chồng quá chứ. Ê, con vẹt này nó nói dữ không? Ê, nói đi, nói đi. Ê, vẹt, vẹt ơi, mày nói thử tao nghe coi. Nói đi. Nói đi, nói, nói đi. Nói. Ngoài chợ mày nói dữ lắm mà. Nói đi. Con tải tinh sinh khó khô kia mà tao mất 500 bạc. Chỉ con vẹt này lứt từng đổ ruột. Anh xin anh ghét. Khô khô, cà trứng, đáng quăng cho heo ăn. Mày nói cái gì vậy? Con kia mày mới nói cái gì? Ai dạy mày nói? Không phải em. Út lửa. Đồ đáng ghét. Đáng quăng cho heo ăn, tinh xanh. Đáng quăng cho heo ăn, tinh xanh. Tao, tao quăng mày bây giờ đó. Tinh xanh, đáng quăng cho heo mày, ăn, tinh mày, xanh, đáng quăng cho mày, heo ăn. Mày ngồi đây mày nói một mình mày luôn với mày. Tinh xanh, đáng quăng cho heo ăn, tinh xanh. Làm ly cho ấm bụng đi. Để con rót cho. Vô chú. Ừ. Lần trước á, tao nghe mày nhắc tới cha ruột của mày á. Giả dụ như mày gặp lại ổng mày có nhận không? Chuyện đó con cũng không biết nữa chú ơi. Thôi đừng có bàn tới chuyện đó nữa, mệt lắm. Sao tự nhiên con thấy lạnh quá hả chú? Làm như cái người con cũng bất an nữa. Không biết nè, có chuyện gì không ta? Coi chừng mày bị cảm lạnh đó nghe. Bệnh á. Chứ tao thấy người tao bình thường có lạnh lẽo gì đâu. Vậy hả? Ừ. Nếu mà bệnh con uống, uống cho văng bệnh ra luôn. Vô chú. Đã quá.
Nè. Dạ. Cha mày ở cùng lâu này hả? Ừ. Chú ơi, con uống hết chén này là thôi nha. Con phải về. Mất công má con chờ con á. Ừ, thôi mày về đi. Đi đường cẩn thận nghe. Dạ. Con về nha chú. Ờ. Ừ. Chẳng lẽ là ông hội đồng thanh sao? Sao đó? Sao rồi? Anh thấy đường không? Sao hết rồi? Xong rồi anh. Thôi, mình đi. Dạ. Dạ em chào chị hai. Ôi trời ơi, sao mà chị thức sớm dữ vậy? Mà em thấy sắc mặt của chị em lo lắm. Bộ chị ngủ không được sao mà mặt mày thất tha thất thẩn vậy? À, chắc là chị hai ăn ngủ không yên là do lo cái chuyện con riêng của ông sắp về rồi chứ gì. Dù tôi có lo, tôi biết cũng không bằng ai kia đâu có người còn lo hơn tôi nữa đa. Ủa, ông tính đi đâu vậy? Tôi tới thăm mẹ con của bà Diệu, coi bà có cần gì nữa không. Ông ơi, không ấy, ông cho em đi theo qua bển để em thăm mẹ con của chị được không ông? Nha ông. Cũng được. Dạ, cảm ơn ông. Ừ. Dạ, em đi nha chị. Chị ở nhà, ráng ngủ nghỉ, cho lại sức nha chị. Dạ, xin phép chị em đi. Mình đi không? Ông đi từ từ. Bình, chuyện gì xảy ra như vậy? Má con đâu? Má con đâu? Ta hỏi má con đâu? Má tôi đang nằm trước mặt của ông kìa. Cái gì? Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này? Tại sao vậy? Chẳng lẽ họ lại dám làm như vậy thiệt hả? Bà nói vậy là ý gì? Nè, có phải bà biết chuyện gì có liên quan tới má tôi phải không? Chuyện này tôi... Bà nói đi. Tôi... Bà biết chuyện này đúng không? Bà nói cho tôi biết đi. Con bình tĩnh đi con. Em biết gì thì nói tôi với thằng Bình nghe. Em biết gì em nói đi. Thật ra mấy hôm trước á, em có nghe hai chị ở nhà bàn với nhau là đi mua dầu quả. Mua dầu quả làm cái gì? Em nghe họ nói là tìm cách xử hai mẹ con của thằng Bình. Cái gì?
Tại sao họ làm như vậy? Em chỉ nghe vậy thôi, chứ em không có biết là hai chị có làm hay không. Thì ra chính các người đã giết má của tôi. Con bình tĩnh, con bình tĩnh đi con. Ta sẽ điều tra việc này. Thực sự nếu mà họ làm thì ta sẽ không tha thứ cho họ đâu. Ông không tha hả? Con bình tĩnh lại đi. Ông có dám giết họ để trả thù cho má tôi hay không? Nếu không có sự xuất hiện của ông thì má tôi cũng đâu có chết, mà má con của tôi cũng đâu có ra nông nỗi này. Ông đi đi, tôi không muốn gặp mặt ông nữa. Ông đi đi. Ông đi đi. Tôi không muốn gặp mặt ông nữa. Ông ơi, hay là mình cứ về trước đi, đợi con ta bình tĩnh rồi mình quay lại cũng được mà ông. Đi đi đi. Mấy người đi đi. Tôi không cần mấy người đâu. Tôi không cần mấy người đâu. Con mà. Cái con hồ ly đó, lúc nào cũng bám theo ổng thế mà ghét. Ổng lại đi ra ngoài rồi hả chị? Ổng chán cơm nhà cho nên ra ngoài ăn cơm bụi rồi. Từ ngày mà ổng ra ngoài gặp lại người đàn bà đó, lạ hả, ổng về tôi thấy ổng thay đổi hoàn toàn hết trơn á. Dù gì đó cũng là mối tình đầu của ổng mà chị. Người ta nói á, đàn ông thường rất là coi trọng mối tình đầu của mình. Huống chi giữa hai người lại có con với nhau nữa. Nhà thêm con thêm cháu thì tốt thôi mà chị. Nếu nó mà về thì thằng Sanh với thằng Nghị coi như là xong. Em nghĩ á, ông hội đồng sẽ không để cho chuyện này xảy ra đâu chị. Nói gì thì nói, nhưng mà mình phải thủ trước đó đà. Chứ đến lúc đó hả, rồi trở tay không kịp đó. Ông về rồi hả? Thì ra trong chuyện này á, có dính líu tới hai bà phải không? Hả? Ông đang nói chuyện gì vậy? Đừng làm bộ làm tịch nữa. Chẳng phải từ trước đến giờ lúc nào hai người cũng phản đối là sự việc hai mẹ con bà giữ về đi, có đúng vậy không? Thật là tôi không ngờ lòng dạ của hai bà độc ác như vậy. Dì Tư, dì mới cùng ông đi ra ngoài, có phải hai người mới gặp chuyện gì ở ngoài đó phải không? Dạ phải. Em với lại ông hội đồng đến thăm nhà mẹ con của chị Diệu, nhưng khi tới nơi thì nhà đã cháy rụi. Hả? Còn chị Diệu cũng chết mất rồi. Cái gì? Chị Diệu chết rồi sao? Không phải đó là ý của hai người hay sao? Hả? Ý ông Đỗ Thừa, tôi với lại dì bà sao? Có phải cách đây mấy hôm hai bà sai người đi mua dầu quả, có đúng vậy không? Đúng là chị em tôi có nhờ thằng Tèo đi mua dầu quả ở ngoài, nhưng mà để cúng Phật. Với lại hai chuyện này làm gì có liên quan đến nhau hả ông? Nhưng mà nhà của chị Diệu cũng bị người ta thiêu rụi bằng dầu quả. Ý gì cũng vô quan cho tôi với dì ba hả? Ủa, dạ em thấy sao thì em nói vậy thôi, chứ em đâu có dám vu oan giá họa cho ai đâu chị. Nếu tôi điều tra cái vụ này có liên quan tới hai bà đó thì hai bà không yên với tôi đâu. Thôi ông vô nghỉ đi ông. Chuyện này là sao chứ? Trời ơi, sao vậy chị hai? Trời ơi, cô hỏi tôi biết hỏi ai chứ. M2 ơi. Trời đất ơi, có cái gì mà hốt hoảng dữ vậy hả? Nhà ông Bình cháy rồi. Con nghe đâu là má của mình cũng mất luôn rồi. Cái
cái gì? Ai giống lùi vậy ta? Dừng xe, dừng xe, dừng xe. Dạ. Anh Bình. Ồ, M2. Anh đừng có buồn nữa nha. Dạ. Mày chưa thấy quan tài, mày chưa đổ lệ hả mày? Đi đi, ta đi bộ. Dạ. Ê, 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 như vậy? Ê, tôi nghe nói là mẹ ông này vừa mới chết đó. Chính nhà mà ông tỏ lý do luôn. Trời, gì ghê dữ vậy? Bởi vậy mới nói. Mà thấy tội ông tự nhiên không. Ừ. Ừ, ở trong nhà, khi không ở trong nhà cái trái nhà chết luôn. Ừ, xui dữ vậy ta. Ừ, bây giờ vậy mới nói vậy. Không biết lý do luôn đó. Thấy tội nghiệp quá ha. Ờ. Ê, đứng lại mày. Mày gan thiệt ha. Mày còn dám bén mảng tới khu chợ này nữa hả mày? Ai? Ê, mày có nghe cậu tao nói vô mà sao mày nín thinh rồi cái mặt của mày được ra vậy mày? Tao kêu mày á, thằng kéo xe kia, mày nghe không mày? Mày ngon lắm. Mày dám đụng tới tao là mày đụng tới ông trời rồi mày biết không mày? Thằng này sao mày gan quá vậy mày? Cậu tao nói nãy giờ mày không trả lời mà mày đứng chừng con mắt vậy mày? Mày có lỗ tai không? Có không? Sao kỳ vậy? Cậu cậu nó liều, cậu liều quá. Được, để đó cậu con. Tao nói cho mày biết, mày chưa có nghe cái câu chưa đi mưa chưa biết nắng đúng không con? Cậu hả? Con nghe cái gì đó sai sai rồi đó. Sai gì? Mình đi mưa thì mình phải lạnh chứ sao mà nắng được. Chưa đi mưa chứ biết lạnh mày? Đúng rồi mày, mày chưa đi mưa mà chưa biết lạnh hả? Đánh đây cho tao. Dạ, đánh rồi. Đừng dám động mày, đừng dám cái gì mày, trâu chết, trâu chết, dám. Tao nói cho mày biết nha, kể từ giờ phút này tao cấm mày có mặt ở cái cù lao này nghe chưa? Mày mà xuất hiện ở đây nữa thì mày đừng có trách tao nha mày. Dạ, yeah, đừng nói sao biển xanh. Lại mặn như mày. Nhớ nhớ mày, mày. Tao là thằng Tèo nè. Tao không thấy mặt mày ở đây nữa nghe chưa? Đi. Nghe chưa? Mày nói nhiều quá Tèo. Đi. Con xong rồi cậu mình đi. Mày nghe chưa? Trời ơi, giải quá trời giải luôn à. Mày dám đụng tới nhà ông hội đồng là mày chết chắc rồi đó. Mày đụng tới nhà nó giống như mày đụng tới con ông trời vậy đó. Được rồi, có sao có không? Sao không? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, sao mà ra đông nổi này? Hả? Tại sao vậy? Trời ơi, nó mới bị cậu hai con hội đồng đánh đó. Đưa nó qua bển ngồi đi. Ngồi xuống đi, có sao không? Sao vậy? Nè, lấy miếng nước coi, lấy miếng nước. Có sao không? Hả? Nè, uống miếng nước đi. Đau lắm không? Sao? Tao nhất định sẽ cho mày sống cũng không được, chết cũng không xong đâu. Có phải chính anh là người đã giết và đốt nhà bà Diệu đúng không? Ai nói tôi làm? Anh không làm thì ai làm chuyện đó? Ai biết? Nghe đâu là nhà bãi cháy, chạy ra không được chết thôi. Chứ không phải đó là kế hoạch của anh và bà Tư sao?
Cô ở với tôi, mà cô còn tên tôi. Bây giờ mày muốn cái gì? Tao nói như vậy đó, được không? Hả? Chị biết chuyện rồi hả anh? Nó mới suy đoán thôi, biết gì? Nhưng mà anh nghĩ á, chỉ có tố cáo hai anh em mình không? Sống với tao mà phản thì chỉ có nước chết. Tôi cũng không ngờ là họ lại tàn nhẫn với mẹ con cậu đến như vậy. Bà tới đây mừng chi? Tôi tới đây là để tìm cậu. Tuy là tôi sống cùng chung nhà với lại họ, nhưng thật tình tôi cảm thấy bức xúc với những việc mà họ đã ra tay. Nếu như cậu muốn trả thù cho má cậu thì chỉ có một cách duy nhất là cậu phải lọt vào nhà ông hội đồng. Chẳng lẽ cậu muốn má cậu phải mang theo nỗi uất hận chết oan như vậy ở nơi chính suối hay sao? Đòi lại công bằng cho má cậu, đó mới là một người con có hiếu chứ. Nhưng tôi thân cô thế cô, lấy gì để trả thù họ đây? Tôi á rất là thương má cậu, tại vì là ăn ở hiền lành nên tôi sẽ giúp cho cậu. Bà giúp tôi? Đúng vậy. Phải, chắc chắn họ phải đền tội những gì họ đã gây ra. Thôi, tôi có việc phải về trước đây. Sau này có chuyện gì cậu cứ liên lạc với tôi. Má, nhất định con sẽ trả thù cho má. Anh San. Ừ. Tôi quà cho anh nè. Quà gì? Bữa nay mày đặt quà cáp nữa. Mà là gì? Mở ra coi đi, em đảm bảo với anh là anh thích đó. Mở đi. Bà đặt hôm nay bí mật. Quả gì? Chắc chỉ là một con chim. Ê, chắc con chuột. Gì vậy? Làm gì mà anh sợ dữ vậy? Chuột bạch mà cũng sợ nữa hả? Dễ thương muốn chết à. Ai nói anh sợ? Nhưng mà anh không thích nhìn nó. Để đem ra ngoài đi. Sợ thiệt hả? Chưa đem ra ngoài nha. Nè, chạy tới tôi đánh lửa tôi chết luôn đó. Làm thấy ghê quá. Vậy cũng sợ nữa. Nè, bây giờ tôi đi ra ngoài nha. Một chút tôi trở vô. Tôi không muốn thấy cái mặt của tụi đó nha. Nha, tôi nói rồi đó nha. Trời, bỏ thiệt hả? Là em tốn tiền mua cho anh à. Nhát gan vừa thôi, chuột bạch mà cũng sợ nữa. Ta dễ thương vậy mà
chít 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 chít. Ê, ê, không thích thì thôi, không thích thì tôi cho ăn rồi tôi đem qua chỗ khác, tôi nuôi cũng được vợ. Tao cho tụi bay ăn nha. Mợ hai ơi. Hả? Bà kêu mợ có việc kìa. Ờ, mở ra liền. Dạ. Tưởng cô ta biết lỗi, tưởng là mua quà về tặng mình để chuộc lỗi, ai ngờ còn đem mấy cái thứ đó về để dọa mình nữa. Bực mình thiệt chứ. Không biết cô ta đem nó đi chưa ta. Thiệt tình. Úi da, cái chậu để cũng thấy ghét nữa. Nó đâu rồi ta? Chắc là đem đi rồi. Phải vậy không? Định đem về hù chết tôi hả? Trời ơi! 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 Trời. Trời ơi thiệt chứ, mấy con quỷ này nó là con quỷ chứ không phải là con chuột nữa. Tụi mày ở đâu rồi? Mày đâu rồi? Mày trốn ở đâu? Mày ra đây, ra đây. Chuyện này tao không đập nát đầu tụi mày, tao là con tụi mày đó. Trời ơi trời, trời ơi. Chui đâu? Chui đâu rồi? Mày chui đâu? Cậu 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 cái đầu mày chứ cậu. Tụi mày đâu rồi? Tụi mày đâu? Cái vụ gì vậy cậu? Tao không ăn tươi nuốt sống tụi bay, tao là con tụi bay đó. Trời ơi, sao mà tùm lum hết vậy? Cậu, có chuyện gì? Trời ơi, khốn nạn, mất dạy. Mày cắn ở đâu? Mày không cắn, mày cắn ở mông, làm sao tao giá? Trời ơi trời, cái quần tôi cưng nhất. Tao ăn tươi nước sống tụi mày. Cậu, cậu nói đi. Thằng nào, thằng nào cắn cái quần của cậu? Cậu nói đi, thằng Tèo ra xử nó liền. Thằng Tý á? Thằng Tý, mày chết rồi Tý ơi. Ủa mà thằng Tý nào cậu? Trong nhà này chỉ có một mình con thằng Tèo, còn thằng Tý nào nữa? Mấy chuột á, khốn nạn cắn quần cậu. Chứ cha, nó cắn ngay cái đít khốn nạn chưa? Rồi bây giờ sao? Bây giờ làm gì cậu? Tao. Dạ. Bây giờ cậu giao cho mày một trách nhiệm lớn nhất. Mày tìm cho bằng được mấy con chuột đó, mày xử đẹp nó cho tao. Ôi ơi, cái gì chứ, cái đó khó lắm nghe cậu. Tao cho phép. Được hả? Được. Con cũng hơi sợ chuột. Mày toàn quyền luôn, mày muốn làm gì thì làm. Trời luôn. Vậy đi. Góc đó tao tìm hết rồi, không có. Mày qua bên đây nè. Nhìn đi. Tao chóng mặt quá rồi. Mày tìm cho lẹ đi. Không cho tao lên máu tao chết đó. Được chưa? Chết mày rồi. Dính rồi hả? Dính rồi cậu ơi. Hai đâu? Em một lúc luôn. Hai em một lúc luôn. Bỏ vô đi. Bỏ trời vô. Ơi, con thấy cái mặt nó dễ thương quá cậu. Là cậu coi đi cậu. Ông nội mày, tao đập đầu mày bây giờ. Bỏ vô. Bản thân bỏ vô. Gì vậy? Nhìn trời lên. Mày bỏ vô lẹ. Đóng nắp lại. Trời, xong. Xong chưa? Xong rồi. Còn một tên nữa. Ba tên lực. Mày phải tìm cho ra ba tên.
Tao phải xử một lúc ba đứa luôn. Kiếm một con nữa nhanh lên. Thì còn hai con rồi, cậu kiếm con đi. Bây giờ mày đi kiếm không? Tao kiếm, tao đi kêu mày chi? Nhanh lên. Từ 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 từ. Đây. Bắt đầu. Chụp. Mày chụp nó cho tao. Bắt nó đi. Từ từ. Chụp nó. Để nó chạy qua tao kìa. Nó dễ thương quá cậu ơi. Chụp đi. Lại một em nữa. Dễ thương thằng quá. Thằng điên, mày hung nó nữa. Mày hung hả? Bỏ vô. Bỏ vô. Tao đập đầu mày đó. Bỏ vô không? Trời ơi, con chuột nó dễ thương như vậy. Tao đập đầu mày luôn đó. Đừng nóng. Mày đắp lại. Đem. Chỉ có vậy thôi mà ung sực. Đem nó ra khỏi phòng rồi mày xử nó cho tao. Mày muốn đồ tì, mày nướng, mày chiên, mày tự mày làm đi. Nhanh. Nhanh đi. Xử ngay tại đây luôn. Cái ông nội mày tèo. Trời ơi. Đúng là quân khốn nạn. Mùi gì thơm quá vậy? Tèo. Dạ, mở. Trời, đang làm gì vậy? Trời ơi, thơm quá. Ngon quá hay mở ha? Thơm quá vậy? Mở làm thử miếng nha. Đã quá. Đâu mở làm thử miếng coi. Con nãy giờ con thèm dữ lắm rồi đó. Con ăn một miếng quá ngon. Trời ơi, nó đã. Ngon mà ha. Thịt gì vậy? Dạ thịt chuột á. Thịt chuột hả? Dạ thịt chuột. Ngon. Mà ăn thấy ngon đúng không? Chuột gì vậy? Dạ ba con chuột nãy cậu Hai cho con. Cái gì? Ba con chuột bạch ở trong phòng cậu Hai hả? Dạ đúng. Cậu Hai Sơn. Vụ gì vậy trời? Mà kệ. Cậu Hai Sơn. Nè, anh trả lời tôi đi. Tại sao anh cho thằng Tèo nướng ba con chuột của tôi? Ngồi đi, rồi tôi nói chuyện với cô. Ngồi cái con khỉ á. Anh đó nha, anh là đồ độc ác. Anh thì là tàn nhẫn với động vật. Ba con chuột của tôi nó dễ thương như vậy, anh cho thằng Tèo nó đem đi nướng. Đã vậy nó còn cho tôi ăn nữa chứ. Trời. Xong chưa, bây giờ tới tôi nè. Cái gì? Sao? Ba con chuột dễ thương lắm hả? Chứ sao? Dễ thương cái cù lôi đi chứ dễ thương. Tôi mua cho anh mà. Tại sao anh không nuôi thì thôi á, để cho tôi nuôi. Mắc mới gì? Cái gì? Anh ba nướng ăn. Ba con chuột thằng Tèo nó nướng hả? Nó nướng rồi hả? Trời, tôi nói thiệt, hồi nãy tôi quên á. Tôi mà nhớ tôi kêu thằng Tèo đó hả? Tứ mã phanh thay ba con chuột của cô ra rồi. Bộ nó không phanh thay hả? Không những nó phanh thay nha, nó còn đem nướng, nó còn đem ướp, nó còn cho tôi ăn nữa kìa. Anh độc ác vừa thôi. Tèo, mày ở với cậu, mày ngoan, mày hiền, mày tốt, mày thông minh lắm. Tao chịu mày đâu đó Tèo. Anh cái gì? Khoan nè, bây giờ tới tôi nè. Đứng đó đi. Cái này cái gì? Cái quần chứ là cái gì? Bộ tôi khùng hả? Chưa. Thấy cái này cái gì không? Anh cắn quần rách hả? Ê, tôi đâu có bị điên. Tôi đâu có điên, tôi lấy quần tôi cắn cho nó rách. Thấy mấy cái vô đằng của ai không? Của ai? Của ai thấy không? Của mấy con quỷ cưng của cô đó. Ở không? Cái này... dễ thương lắm. Trắng trẻo lắm. Mập mạp lắm. Tròn trịa lắm. Bây giờ thành cho tôi cái quần đi. Cái quần cưng nhất của tôi đó. Nó cắn đầu không cắn, cắn ngay cái đít. Công nhận nha, ba con chuột bạch mà răng nó cũng bén lắm đa. Bén không? Nó còn tôi bẻ răng nó luôn á.
Bữa nay trời đẹp lắm đà. Không có liên quan. Anh cũng đẹp nữa. Em đi dạo nha. Trời thật là đẹp. Đẹp, đẹp cái gì mà đẹp. Thiệt chứ, chịu hết nổi rồi. Trời ơi trời. Bây giờ thằng Bình chỉ còn có mình nó hả? Tôi định đưa nó về đây để cho gia đình được đoàn tụ. Liệu nó có chịu về không? Cái chuyện đó bà không phải lo. Ông quyết định sao á thì chị em tôi nghe vậy. Dạ cậu không được vào, cậu không được vào. Dạ dạ thưa ông, con có cản cậu ấy lại rồi nhưng mà cậu ấy cứ đòi xông vào á. Được rồi, để cậu ấy tự vào đây. Dạ dạ. Nè, cậu có biết ở đây là đâu không mà lại vô lễ như vậy hả? Bà, tôi tới đây là để đòi lại danh phận cho má con tôi. Bà ngồi xuống đi. Ta và mọi người vừa nhắc tới con, định ngày mai á đi đón con về, nhưng hôm nay con tới á, vậy thì cũng tốt. Đây là má hai, má ba và má tư của con, còn đây là Bình, người mà nãy giờ tôi nhắc với mấy bà đó. Còn thiếu vợ chồng Xanh nữa. Bây đâu? Kêu vợ chồng Xanh ra đây. Thôi đi, tôi đã sống ở đây thì lo gì không có dịp gặp nhau chứ. Con nói vậy cũng phải. Tèo à, Tèo. Dạ. Ra đây biểu. Dạ ông gọi con. Mày đưa cậu đi tham quan nhà cửa cho biết. Con đi tham quan nhà cửa đi cho biết ha. Dạ. Dạ con chào cậu. Sao mày đứng yên đó, không đưa cậu mày đi? Là cậu chủ, cậu này. Chủ mới đó, hầu hạ cho đàng hoàng. Nghe chưa? Chuyện này là sao vậy trời? Từ thằng kéo xe trở thành cậu chủ. Cậu hay xin mà biết được, chắc là cậu xỉu quá. Sao mày đứng yên mày gãi đầu đó? Tao kêu mày đưa đi mà. Dạ. Dạ con mời cậu. Cậu. Dạ cái phía bên đó là cái phòng sách của ông. Còn bên đây là phòng của bà hai. Rồi tiếp nữa là phòng của bà ba. Rồi kế bên nữa là phòng của bà tư đó cậu. Vậy còn phía kia là phòng của ai? Dạ phòng dưới kia là phòng của cậu mợ hai. Còn một số phòng mà đã trống kia để có chỗ cho khách người ta nghỉ ở lại qua đêm đó cậu. Ừ, hết việc của mày rồi. Mày đi đâu mày đi đi. Cậu, nhưng mà... Không có nhân nhị gì hết. Tao muốn ở đây một mình. Cậu, nhưng mà con muốn nói với cậu. Ừ? Bỏ cái tay ra. Đi đi. Con muốn nói với cậu cái chuyện hôm bữa cậu. Có việc cậu... Cậu bỏ qua giùm con. Đi đi. Dạ. Mày tới đây làm gì? Kể từ bây giờ tao ở đây đó. Mày mắc cười quá. Cái ngôi nhà này không phải là chỗ để chứa những người như mày. Anh. Con. Cha. 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 Nó là anh trai của con. Hả? Cha nói cái gì? Là anh trai của con. Phải. Tên là Bình. Đứa con thất lạc của cha. Lớn hơn con 2 tuổi đó. Từ bây giờ Bình sẽ ở đây. Cha mong rằng các con sớm hòa thuận, hòa đồng với nhau. Dạ.